Dạ thì em cũng có theo dõi mấy ngày hôm nay á, cũng có tin là có ở gần chỗ cháu xuống Mỹ Phúc á, có cái ông này chắc cũng không cũng lùng đánh cắm gì á, cũng muốn lừa cái bà già già này á, thì em cũng báo tin cho anh vậy á. À, vậy vậy là anh nhìn thấy cái ông thầy chùa mà giả tu mà lừa bà cụ 70 tuổi, bóc tem bà cụ 70 tuổi hả? Biết là có phải thầy chùa hay không mà có vẻ như là chọc đầu và chọc tóc cũng cũng anh ơi Bữa nay tóc nó hơi mọc dài dài hả? dạ đúng Mà rồi thấy nó dạ ở đâu? dạ Thấy nó ở đâu? Thấy ở đâu? ở gần giáo xứ Ngũ Phúc ở trên Hôm nay hả? hôm nay không dạ. Anh thấy nó ở trọ hay là ở đâu? Dạ cái này thì đang ở ở trọ đúng rồi Nó ở anh trọ nhưng mà dạ. anh ở cùng dãy trọ đó luôn hả? Dạ em ở gần đó chính xác dạ đúng rồi Ở anh gần dạ. đó. Anh thấy nó tới đó, nó ở tới đó, chuyển tới đó mấy ngày rồi? À, 2 3 ngày mà là mới đây đúng không? Là mới đây luôn hả? Dạ mới anh dạ Ôi đúng trời rồi ơi, thế có hỏi thăm nó có phải là nó nói là nó trên Sài Gòn đúng không? Có nói chuyện với nó chưa? em thì em chỉ có theo dõi thôi chứ còn em cũng chưa có tiếp xúc đâu, chỉ có nghe mấy người ở gần gần đó thì em cũng quen á, tại gần gần đó ta cũng qua lại nói chuyện thì cũng nghe nó ở đâu chứ Bình Dương Sài Gòn thì đúng rồi anh Nhưng mà cũng bất tiện lắm quá. anh nhìn thấy là ông này là giống cái ông thầy mà lừa cái bà cụ 70 tuổi ở trên 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 mạng mà anh em đang quay đúng không? Dạ đúng rồi thấy giống giống để em Cái mặt mới nó tròn báo tròn không? dạ dạ đúng Mặt rồi tròn anh, tròn không? để mấy anh chứng minh coi chứ để cho như nhiều khi người ta lại lừa lừa đi lừa lại cái Đúng tôm rồi, cả đúng rồi. nhà Bây giờ phải nha. bắt tóm gọn ra công an này, đấy là tiền 400 triệu cho bà cụ 70 tuổi này. Mà anh thấy cái mặt nó tròn tròn, cái nước da trắng trắng không? Tròn tròn trắng trắng thì là đúng rồi đó, Đúng còn đang không rồi. biết là đúng thầy chùa hay tu không thì em không biết. Dạ đúng rồi À, anh dạ. nên vậy bây giờ như vậy anh gửi cho em cái định vị đi, định vị chỗ nhà trọ nó có không? Có giờ có thì anh đang ở gần đây có gì Rồi rồi không rồi anh gửi cái định vị qua Zalo cho tụi em cái nhá. Nhưng mà anh dạ. mới thấy đây hay là mà thấy em qua? Em mới thấy đây lúc này em thấy vậy trong mà em mới điện cho anh chứ còn nếu thấy hôm qua giờ điện thì bắt buộc có. Rồi 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 vậy gửi cái định vị qua Zalo cho em cái nhá. Nhưng mà Dạ đừng dạ đừng rồi đừng có la gì ờ, nha. đừng 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 có báo nha, đừng 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 có nói cho nó biết nha, im im nha. Dạ dạ ok Rồi anh rồi rồi dạ rồi dạ dạ ok, rồi rồi cảm ơn em anh. gửi gửi ý kết bạn dạ ok anh Rồi 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 anh gửi là định vị giùm em rồi nha. Gửi Zalo qua số điện thoại này này nhá. Gửi Zalo định vị qua số điện thoại này nhá. Rồi 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 dạ ok anh, có gì mấy anh giúp đỡ tí chút xíu xíu cho bà già dạ đúng không anh dạ. Rồi rồi Bên anh thì cảm nó ơn. có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này, chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng. Mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này, Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thì hôm nay anh em mình có nhận được một cái thông tin là một người dân người ta sống ở cái khu nhà trọ, người ta phát hiện ra ông thầy chùa này đang ở trọ ở khu vực Hố Nai gần chỗ giáo xứ Ngũ Phúc. Thì bây giờ anh em mình đang trên đường đi di chuyển tới đó để xác minh cái thông tin. Thì cái anh khán giả này á, anh cũng có xem chương trình và anh cũng nhận ra được cái ông thầy chùa này là cái người mà lừa bà cụ 70 tuổi đó. Thật sự là câu chuyện rất là đau lòng. Bà cụ năm nay là đã gần 70 tuổi rồi mà đã bị ông thầy chùa gọi là tôn hành giả giả hành tôn này gọi là hấp diêm bà cụ và ôm trọn số tiền là 400 triệu. Thì hôm trước anh em mình nó cũng có đi lên trên Sài Gòn một lần rồi, là đi từ lúc 2 giờ sáng luôn, là đi để biết địa chỉ của nơi ông thầy chùa giả này, đến tận nhà luôn và đã phục kích từ 3 giờ sáng cho đến 7 giờ sáng nhưng mà không bắt được. Tại vì lý do là ông thầy chùa này biết động nên là hắn ta đã bỏ trốn cách đây 3-4 ngày rồi. Đó. Thì là thường thường là mấy ngày trước á, là cái tên này thường ra cái quán cà phê ở gần nhà uống. Đó, uống mà uống vào những cái giờ linh thiêng không ấy nhá. Giờ 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng ra uống cà phê. Khi mà mọi người dậy đông là cái ông thầy chùa giả này là đi về nhà. Đó. Nên là hôm đó anh em cũng có biết được đúng vị trí và biết nhà của cái tên thầy chùa giả này luôn. Nhưng mà rất tiếc là bị động nên là tên thầy chùa này đã bỏ trốn. Đó, bỏ trốn đi ở trọ. Thì hôm nay cái người khán giả này nói là xem được clip thì phát hiện ra theo cái sự mô tả là đầu cũng bây giờ không có trọng nữa nha. Bây giờ đầu ông thầy chùa này là có tóc mọc lên rồi. Đó, nước da hơi trắng trắng và mặt tròn tròn. Thì theo cái mô tả thì đúng chính xác là ông thầy chùa này rồi. Thì bây giờ anh em mình đang trên đường di chuyển đến cái căn phòng trọ đó để xác minh xem coi ghép mặt ông thầy chùa này thì ông ấy sẽ xử lý như thế nào đây. Và cái điều quan trọng nhất là bây giờ có còn tiền 400 triệu
để trả cho bà cụ này hay không. Đó, một câu chuyện hết sức là đau lòng. Khi mà chia sẻ câu chuyện này lên á thì nó cũng xảy ra nhiều cái trái chiều. Có người thì cũng trách móc các bạn cụ 70 tuổi này, rồi có người cũng đồng cảm, nói chung là cũng đa số là những ý kiến chỉ trích là nhiều. Nhưng mà đó cũng là một cái bài học cảnh tỉnh để cho toàn thể quý vị khán giả có thể biết được. Thì để nói về cái ông thầy chùa này thì hôm trước anh em mình đã nói chung là cũng rất là vất vả, nhưng mà lên thật sự là khi mà nghe động ông thầy chùa này đã bỏ trốn rồi, bỏ trốn 3-4 ngày không có mặt ở nhà rồi. Theo những người dân ở khu vực đó thì ai cũng biết ông thầy chùa này hết. Và có người dân nói biệt danh của ông thầy chùa này ở đó có tên là Vũ Tề Thiên. Đó, Vũ Tề Thiên. Thì mình có hỏi là tại sao mà có biệt danh là Vũ Tề Thiên. Thì người dân nói là ông này nhảy nhót như con khỉ á. Đó, gặp ai cũng mày tao không à. Gặp người lớn tuổi hơn mình, bằng tuổi ba má mình cũng vỗ vai rồi khoác vai bá cổ mày tao. Nói chung là không coi ai ra gì hết. Đó, đặc biệt là những năm về trước, cách đây khoảng chục năm, đúng với cái thời điểm mà lừa bà cụ 70 tuổi này luôn, là ông này á gặp những người lớn tuổi mà toàn là gặp chào ông là thầy không à, chào thầy xưng con. Đó, không hiểu tại sao mà một cái tên mà gọi là mất nết như vậy, mà xưng ăn nói thì tục tiễu, đó, đi lừa bà già như vậy mà tại sao những cái bà cô bà cụ mà lại cứ gọi bằng thầy xưng con. Không hiểu là tin cuồng cái kiểu gì mà lại như thế. Đó, thì theo cái sự mà chia sẻ thì cái tên này nhá, là cách đây mấy năm trước là đeo vàng rất là nhiều, đó, vàng vòng rất là nhiều và cái tung tin là trúng số. Nhưng mà thật ra thì bây giờ mình mới hiểu tại sao mà những người dân ở đó kêu là trúng số rồi. Tại vì là lừa được tiền của bà cụ này 400 triệu thì mọi người cứ nghĩ đi, 400 triệu mà cách đây 10 năm về trước thì thử hỏi đi, cái một số tiền nó rất là lớn. Đó, đây là vàng vòng thời đó có 400 triệu thì mua được rất là nhiều cái cây vàng. Đó, nên là cái tên này đã tung tin. Bởi vậy những người hàng xóm ở đó người ta cứ nghĩ là cái tên này trúng số không à. Nhưng mà thật ra là không phải là trúng số nha mọi người nhá. Đó, đó là lừa của những bà cụ, đó, bà cô, bà thím. Đó, lừa được cái tiền xong rồi về mua vòng vàng đeo rất là nhiều. Nó tung tin là trúng số thì nó cũng là hợp lý thôi. Chứ ví dụ như mà một tên thầy này không có một cái công ăn việc làm gì ổn định mà tự nhiên có vòng vàng thì chắc chắn người ta sẽ nghi ngờ. Đó, nên là buộc hắn ta phải nói là trúng số. Đó, mà nghe nói là cái nhà này ở khu vực đó cũng rất là nổi tiếng luôn, nổi tiếng cộng cám là bất hảo. Đó, thì thật sự là khi mà chia sẻ câu chuyện này lên á, mọi người rất là bức xúc. Bà cụ đã 70 tuổi rồi. À, đi hướng này anh, hướng này theo định vị hướng này đó. Ở bên trái. Đó, thì bây giờ á, là anh em mình đang di chuyển tới cái căn nhà trọ được cho rằng là cái tên Vũ Tôn Hành Giả, Giả Hành Tôn này đang mướn cách đây khoảng tầm 3-4 ngày. Thì khán giả có báo anh em mình thế, đang cúi ở dưới khu vực Hồ Nai gần chỗ giáo xứ Ngũ Phúc. Đó, thì thật sự là cũng đang rất là hồi hộp và gây cấn. Bây giờ mà giáp mặt cái tên này thì không biết cái tên này sẽ xử lý như thế nào đây. Anh em mình sẽ tóm cổ cái tên này và ra cho công an ngay lập tức. Đó, tại vì là bây giờ cái tên này là gọi là lừa đảo bà cụ này quá gọi là một cách đau thương luôn. Lừa cái số tiền mà 400 triệu của bà cụ, thật sự là một số tiền nó không phải là một số tiền nhỏ. Với một bà cụ bây giờ gần đất xa trời rồi mà bây giờ không có cơm ăn, không có nước uống, không có nhà ở. Nói chung là tất cả gia tài, tài sản, đất đai, nhà cửa là bán hết rồi. Đó, bán hết để cúng nạp cho cái tên thầy chùa này. Theo sự chia sẻ thì là cái bà cụ 70 tuổi này là năm nay thật ra là chưa phải 70 đâu, xong mấy thôi. Nhưng mà thôi cứ là tròn đây là U70 đi. Là quen cái tên thầy chùa này khoảng 10 năm nay rồi. Đó, mỗi lần là xuống vào tên thầy chùa này dụ dỗ, xong đó là quan hệ cái tình cảm thế nào đó. Nói chung là bà cụ này nó thẳng ra bà cũng thừa nhận là có quan hệ tình cảm với cái tên thầy chùa này. Đó, là mỗi lần xuống là cứ bơm lúa cho bà ông thầy chùa giả này là 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu, thậm chí còn là 50 triệu, 60 triệu. Đó, một số tiền rất là lớn mà cách đây hơn 10 năm về trước, tổng số tài sản nó lên tới 390 triệu đồng. Đó, và một cái điều đau đớn thay là ông thầy chùa này đã gọi là phá trinh bà cụ 70 tuổi. Đó là một cách thật sự là quá bức xúc trong dư luận luôn. Không hiểu là yêu đương cái kiểu gì, quen biết cái kiểu gì mà bây giờ để yêu một bà cụ 70 tuổi và cái bi kịch như thế, thì thật sự là một câu chuyện nó đau thương. Bây giờ khán giả đang quan tâm nhất là liệu khi bắt được cái tên thầy chùa này có lấy được số tiền 400 triệu đó hay không. Thì cũng có nhiều người nói là một là cái tên này đã tiêu xài hết rồi, hai là theo những cái thông tin của bà cụ chia sẻ là tên này lấy tiền của bà cụ này đi mua đất đai rồi đất cát rồi rất là nhiều. Thì hy vọng là cái tên này còn tài sản thì có thể công an người ta lấy lại để người ta trả cho cái bà cụ này. Thật sự là cũng là một câu chuyện rất là buồn. Nói chung là bây giờ anh em mình sẽ
sẽ cố gắng gọi là để tiếp cận cái tên này, xem qua bây giờ cái tên này nó sẽ phản ứng như thế nào đây. Thật sự là rất là đang là hồi hộp, cũng mong là có thể sớm tìm được cái tên thầy chùa giả này để lấy lại tiền cho bà cụ, cũng như là một cái bài học cảnh tỉnh cho những người khác. Theo như mình suy luận thì nếu như mà tên này 10 năm về trước rất là nhiều người đã sùng bái cái tên này, gọi là thầy xưng con, thậm chí có những bà cụ bà lão 70 tuổi 80 tuổi mà vẫn xưng là thầy với con. Mà tên này thì nghe nói là ăn nói một cách rất là mất dạy và hàm hồ, toàn là xưng mày tao rồi này kia không à, chửi tục chửi thề thôi. Nên là có khả năng không những bà cụ U70 này bị lừa, có nhiều bà cụ khác có thể bị lừa. Có khả năng là sẽ có nhiều bà cụ 50, 60, thậm chí là 80 sẽ bị cái tên này lừa. Đó. Nên là bây giờ những ai là nạn nhân của cái bà của cái tên thầy chùa Tôn Hành Giả và anh Tôn này thì hãy liên hệ với anh em. Đó, liên hệ với anh em. Thì để gọi là lột mặt cái tên này ra. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Đó. Bây giờ gần tới chỗ bệnh viện Thanh Tâm rồi này. Theo định vị là cách mấy cây nữa anh? Mấy cây nữa? Hai cây nữa hả? Đó, hai cây nữa là sẽ tới cái phòng trọ này. Thì mình hy vọng là cái thông tin này sẽ đúng, tại vì từ bữa giờ anh em mình tiếp nhận rất là nhiều nguồn thông tin, nhưng mà thật sự ra là khi mà đến thì cái tên thầy chùa này toàn là trốn rồi. Thậm chí là có người dân người ta báo cái tên nhà địa chỉ của tên thầy chùa này và đến cái tên này cũng trốn luôn, và có người báo là cái địa điểm mà cái tên thầy chùa này thường hay uống cà phê, nhưng mà anh em mình cũng di chuyển tới những cái đó thì người ta đều nói là tên này đã trốn cách đây 3-4 ngày rồi. Đó, có nghĩa là từ khi mà anh em đăng clip đầu tiên lên là tên thầy chùa này đã không xuất hiện nữa. Còn trước đó là 10 ngày như 10 luôn, 10 ngày như 1. Đó, tên thầy chùa này là cứ dậy vào khoảng tầm 4 giờ sáng là đi uống cà phê. Đó, mà mình còn nghe người dân người ta chia sẻ là cái tên thầy chùa này nhá, cách đây 10 năm về trước á, là mua vé số một lần á, là mua nguyên một lốc luôn. Đó, kinh khủng, mua vé số là mua nguyên một lốc. Đó, tại sao mà nhiều tiền như thế? Đó, tại vì là đi lừa bà cụ U70. Không những lừa tiền mà lừa cả tình luôn, nó bóc tem bà cụ luôn. Thật sự là bà cụ rất là đau đớn, rất là đau đớn luôn. Nhiều người cũng trách mắng bà cụ, nhưng mà thật sự mình thấy bà cụ rất là tội. Thì nói chung là cũng vì cái tình yêu mù quáng thôi, chẳng ai mà mong muốn như thế. Nhưng mà không hiểu sao bà cụ này cũng là một người giáo viên, một người cũng có trình độ về kiến thức về mặt xã hội, cũng rất là có kiến thức đó, cũng là có dân trình độ đó, mà tại sao mà để cái tên thầy chùa Tôn Hành Giả nhà tôi là lừa như vậy được, thật sự là khó hiểu đó. Và mình cũng có nghe người dân người ta nói cái tên này chùa giả này nhá, mà ra mà ngồi uống cà phê á, là cái mồm là oang oác luôn, là coi như là ai cũng phải sợ hắn hết đó. Nói chung là có như là bố đời đó, cha thiên hạ đó. Đó, ra uống cà phê mà nói to lắm, nghe người dân người ta nói là ai người ta thấy là người ta biết hết á, cứ lên cái khu vực đó mà hỏi là Vũ Tề Thiêng là ai cũng biết đó. đây thầy chùa thầy pháo, không phải ông này ra rồi, không phải. À, nên là thật sự là cái câu chuyện này gây bức xúc trong dư luận lắm. Nên là đúng theo cái nguồn tin thì là bây giờ tên thầy chùa đang đi ở trọ, tại vì không dám ở nhà nữa. Đó, người dân người ta báo cách đây 3-4 ngày thì đã không còn xuất hiện ở nhà rồi. Đó, không uống cà phê ở nhà rồi, không uống cà phê ở cái quán gần nhà, và đã bỏ trốn, nói chung là bỏ đi sợ bà cụ U70 tới bắt, nên là trốn đi ở nhà trọ rồi. Đó. Nên là cái thông tin mà khán giả hôm nay chia sẻ cái tên này ở trọ là hoàn toàn là có khả năng rất là cao là cái tên này đang trốn ở khu vực kia đây. Tại vì khu vực này cũng khá là xa của cái nhà ông thầy chùa này, ông thầy chùa giả. Đó. Nên là hy vọng là hôm nay anh em mình sẽ gọi là bắt sống được cái tên này luôn. Thật sự là bữa giờ dư luận quá bức xúc luôn, rất là bức xúc. Đó. Nếu mà bây giờ thật sự mà bây giờ bà cụ mà nói là bây giờ nếu mà bắt được cái tên này thì bà chỉ mong là bà lấy lại tiền thôi. À, bây giờ mình cũng mong sao cái tên thầy chùa này á, tên thầy chùa giả này á, thì không phải là thầy chùa nó mang tiếng nó không đúng, là Tôn Hành Giả, giả hành tôn này á, nói chung là bây giờ làm sao làm đó, có tiền trả cho bà cụ này đi, có ít thì trả ít, có nhiều thì trả nhiều, cũng cho bà cụ một chút tiền để bà sinh sống ở tuổi già, chứ bây giờ mà để như vậy là trốn chui trốn lủi hoài là không trốn được đâu đó, sớm muộn được mắt được thôi, hôm nay không mắt được thì ngày mai bắt được, mà không ngày mai không được thì ngày mốt ngày kia bắt được không, đã vi phạm pháp luật thì không thể xử phạt được đâu. Đi lừa ai không lừa mà đi lừa bà cụ. Câu
chuyện thực sự là hết sức là đau đớn luôn, rất thương tâm. Thì hôm nay anh em mình là có nhận được cái nguồn thông tin này, anh em mình rất là mừng, hy vọng là có thể tóm gọn được tên này, vì từ bữa giờ cũng rất là nhiều người đi tìm cái tên này rồi chưa tìm được. Cái tên là rất là lưu manh xảo quyệt nhé. Khi mà nghe tin mà clip đầu tiên mà chia sẻ lên á, là cái tên này đã gọi là ở ẩn trong nhà, ở ẩn trong nhà, kêu vợ đi mua cà phê về, mua 2 ly cà phê về đó. Vợ thì mới lấy gần đây thôi, nghe nói đâu có 2 người con đó. Sau khi mà biết động là kêu vợ đi mua cà phê về, nhưng mà khi mà thấy thông tin anh em chia sẻ nhiều quá thì hắn là sợ và nghe nói là bây giờ á là bỏ trốn luôn rồi, nghe nói là ra ngoài ở trọ đó. Mà hôm nay thì anh em mình lại nhận được một thông tin là người ta báo ở trọ chứ khu vực Hồ Nai ở Vĩnh Phúc đó. Thì thật sự là khu vực này cũng cách khá là xa nhà tên thầy chùa này, khu vực này cũng gọi là dân ở rất là phức tạp, nên là nếu bình thường mà không ai báo thì rất là khó mà có thể tìm được đó. Hy vọng là hôm nay có thể tóm được đó, chắc là hình như là cũng gần tới rồi đó, cách khoảng mấy cây nữa. Thì đây cũng là một cái bài học cho toàn thể các cô các dì các bà đó, tình yêu là không có tuổi là đúng, nhưng mà thật sự cái tình yêu mà cách nhau bằng tuổi mẹ con như thế là rất là khó bền vững được, có một cái lợi ích nào đó. Chứ chẳng ai mà một cái thanh niên mà ít hơn 30 tuổi mà yêu một bà cụ như thế, rất là cái chuyện hoang đường và khó có thể xảy ra đó. Đều có một cái lợi ích cá nhân nào đó, trung tâm nào đó. Nên là các cô các thím về hãy cẩn thận nhé, đừng có lấy những thanh niên trai trẻ mà tán tỉnh mà mủi lòng là chết. Không những bà cụ này mà rất là nhiều người khác nữa, nhưng mà họ không dám lên tiếng thôi. Thì bà cụ này là khá là an đảm đó, an đảm mà dám lên tiếng đó. Không phải không dám lên tiếng đâu. Gần tới rồi nhỉ, là Vĩnh Phúc gần tới rồi. Gần tới rồi, hôm nay thì nói chung là buổi chiều về á, cái đường nó rất là đông nên là anh em mình cũng không chạy nhanh được, qua luôn. Và thì giáo xứ Vĩnh Phúc ở chỗ này cách chỗ nhà tới thầy chùa này ở khoảng 40 đến 50 cây số, 40 đến 50 cây số. Sự là rất là hồi hộp, tại vì đi bắt mấy lần rồi mà không bắt được. Đây là rất là lưu manh, nghe động một phát là trốn liền đó. Mới có đăng một clip đầu tiên lên thôi là cái tên này đã trốn ở trong nhà, không dám đi cà phê đó, kêu vợ đi mua cà phê đó. Kêu vợ đi mua cà phê về uống. Mấy ngày sau khi đó thấy động rất là trốn biệt tích luôn đó. Nhưng mà cái nhà của tên này là anh em đã có địa chỉ rồi, có địa chỉ rồi, bây giờ thì bảo là không xuất hiện ở nhà nữa. Thế là người dân của tên chỉ là mất tích 5 ngày nay rồi. Biệt danh là Vũ Tề Thiêng mà. Vũ Tề Thiêng. Đó, cái tên này thật ra ở dưới khu vực mà cái tên này sinh sống á, thật ra những người dân người ta rất là coi thường. Tại vì sao? Tại vì vô văn hóa, rất là mất dạy. Nhưng mà đi những chỗ khác á thì khoác cái áo vàng vô, xưng là thầy. Xưng là thầy rồi xưng là sư phụ của thế này thế kia. À, hình như cái nhà sư phụ này đang xây vậy anh ơi. Đúng rồi. Đó, như là gần tới đó. Nhưng mà cái phòng trọ đó là ở bên hông là hồi nãy cái định vị nó gửi á. Em chạy vô coi. Hình như là em nó gần ở chỗ cái nhà nghỉ Hồng Hạnh Phúc ấy. Nhà nghỉ Hạnh Phúc. Bên đối diện nhà nghỉ Hạnh Phúc là có dãy phòng trọ. Đó là ông thầy chùa đó ở phòng 3. Nghe người nhắn báo đấy. Ở phòng 3. Mới giờ tới đây cái nhà hàng này. Đây là giáo sư Vũ Phúc của mọi người. Đó, đúng rồi, giáo sư Vũ Phúc to ha. Đó. Xe chạy về quá. Đi một đoạn nữa. Đó, anh cứ chạy theo định vị đi. Định vị khoảng cách mấy trăm mét đó đúng không? 500 mấy chục mét nữa kìa. Rồi, mỗi xe đỏ như là có cái nhà thờ, cái gì ta, cái nhà nghỉ Hạnh Phúc. Nhà nghỉ Hạnh Phúc của đối diện nhà nghỉ Hạnh Phúc thì có một bên là có cái dãy phòng trọ và ông thầy chùa này đang ở phòng thứ 3. Đèn đỏ rồi, bây giờ chắc anh em mình phải dừng cái clip này lại nhá, chứ bây giờ mà đi vô mà cầm điện thoại này là cái tên thầy chùa này nó đánh động là nó trốn là thua luôn á. Thì chắc là để nếu khi nào vô thì anh em mình bắt được quả tang rồi đúng thì anh em mình sẽ quay để chia sẻ với quý vị các bạn nhé. Mọi người hãy đăng ký kênh và theo dõi cái video tiếp theo. Chứ bây giờ mà cứ cầm điện thoại mà đi chơi cái này nó thấy cái nó từ xa là nó trốn luôn á. Nên là bây giờ anh em mình phải bỏ điện thoại xuống để úp sọt luôn nhé. Rồi quý vị các bạn ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và bấm vào chuông để được đón xem những video một cách nhanh nhất và mới nhất anh em mình chia sẻ ở video tiếp theo. Đó.
Giờ tới chỗ phòng trọ rồi này. Anh ơi, anh cho em hỏi thăm đi anh. Trong trong phòng trọ này có ông thầy chùa nào lại đây ở không? Ở đây có ba mấy phòng nữa hả? 36 phòng. Có cái hình cái này. Đây anh xem cái hình này. Có thấy không? Quen quen hả? Quen quen luôn. Đây này, nhìn kỹ lại coi. Có người ta báo là ở đây đó, mới là đây ở 3 ngày á. Anh có thấy quen không? Không biết nữa, nếu có gì ở đâu hỏi thăm. Nhưng mà anh nhìn thấy quen quen hả? Không, nhưng mà bây giờ cái tóc nó mọc dài hơn chút rồi nha. Không để ý đâu, tại vì yoga phòng trả rồi yoga không để ý cái vấn đề này đâu. Yoga nhiều lắm hả? Đúng rồi. Thôi. Cái thầy chùa này đó là nó giả thầy chùa, lừa bà cụ 70 tuổi. À. Phá trinh bà cụ 70 tuổi. Gần đi đại hỏi chứ, tại vì ở đây là phòng cũ á nè, khúc đằng đây là toàn là dân cũ ở nè. Còn cái khúc mút ở dưới á, dài mấy cái phòng cuối, gần mấy cái phòng cuối xây xích gì dưới á, chở giữa gì dưới là sẽ có người mới ở. Có người mới à? Còn đổ gì đây nè. Thì hỏi anh này coi, anh có thấy cái ông này là đây ở đây không? Cái gì? Ông này này. Cái gì? Ông này này, ông thầy chùa này, giả này. Đó, lừa bà cụ 70 tuổi 400 triệu. Thấy không? Không thấy à? Chị thấy bà này ông này không? Không. Không có luôn. Dạ. Nhạc anh ơi, nhạc TV coi chừng nhạc TV á, nhạc TV á. Ai báo ở đây là báo sao kỳ vậy con. Nhưng mà có khả năng là ở mấy phòng trong hả? Ý là mình không có biết nữa, không có người ra người vô, nhưng mà cái khúc phòng này là tôi ở đây, tôi biết là phòng này là khúc này là dân cũ ở không à. Còn cái khúc dân mới là dài từ đổ đường khúc trong đó đó, là từ bắt cái đó từ ra là khoảng chừng 6 cái là toàn là dân mới, có dân mới ở đó. Không biết có không thì mình không biết. Còn khúc này là dân cũ ở không à. Hiểu không? Dạ. Từ cái phòng chiếc xe Accenter này nè, với cái CCC Wood đằng đó nó đổ ngược về lại đây á, là toàn là dân cũ không à, dân cũ ở đây. Dân cũ không à. Còn về lại cũng nói là sẽ có dân mới ở, hai bên thì sẽ có dân mới ở, mà không biết có hay không thì không biết. Hiểu không? Dạ. Mà lên tóc rồi. Tại sao? Ý là anh này nói là có mọc tóc da hơi. Vâng, bữa nay mọc tóc rồi, thầy chùa giả. Dạ, hiểu chùa giả. Em thấy không? Cái gì vậy? Em thấy không ông này không? Ở đây không? Không có à? Không. Em mới vào. Mới vào đây à? Đây khoảng. Thì hỏi bà này nè. Bà này dân mới đúng không? Bà này dân cũ nè. Ông này ông lừa. Nè. Nè, cầm cho bà xem. Ông này ông lừa bà 70 tuổi. Bóc trinh bóc tem bà cụ 70 tuổi. Lừa 400 triệu. Mà có người cho người có cái anh kia anh báo là ở đây này, định vị gửi ở đây này, tụi em chạy tới đây này. Nó. Tại vì phòng này là phòng cũ ở không à. Đi lên xuống dưới hỏi thôi, anh nói cho em cái xe kia nhá. Xe AB đầu á. Anh có biết ông này không? Biết ông này không? Không biết à? Ôi giời, thế chết rồi. Nhưng mà tại vì ở đây nhiều phòng quá. Ở đây tới 30 mấy phòng mà. Khổ nhỉ. Chào chị nhá. Chị ơi cho em hỏi thăm chút xíu chị. Chị có biết cái ông này không? Biết ông này không? Ở đây có ai mới lại ở khoảng tầm 3-4 ngày có ở trọ đây không? Không, chụp lóc vậy ta. Đó, chị đó, chụp lóc vậy đó mà dữ lắm à. Đẹp trai, đẹp trai. Ờ, đẹp trai thì mới dụ được bà 70 tuổi chứ. 70 tuổi hả? Bóc tem bà 70 tuổi. Ờ, 400 triệu, này. Lượng 400 triệu. Vậy này không có ông. Không có à? Không. Khoảng 3 ngày nay thôi. Không, ở đây không có ông này. Không phải là ở lâu nha, mới ở, mới tới đây thôi. Mà ở đây không có ông này mới. Ở đây có bao nhiêu phòng tất cả? Cả 20 phòng. Đồng dữ vậy hả? Vậy là không có à? Không. Thế ở gần khu này còn cái dãy nhà trọ nào nữa không? Không.
không biết nữa. Có thể là chắc dễ phòng trọ gần gần đây chẳng hạn. Chỗ khác. Dạ. Tại vì khu này nhà trọ nhiều mà. Nhiều lắm. Nhiều lắm ha. Nhiều lắm. Ở dài dài đây nhóc phòng trọ hết trơn mà. Vậy mà. Đi kiếm. Thả định vậy trúng ngay chỗ này đây. Chắc phải đi tìm ở chỗ khác nữa. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nhé. Cảm ơn cô. Mà nếu mà cô nếu mà có thấy thì báo cho con biết nhé. Nhé. Dạ. Lô 40 triệu. Lô bà già nè. Bà già. Bà già 400 triệu. Móc tên bà già luôn. 70 tuổi. Hốt bà già xong rồi. Bà già làm giáo viên ở trên định quán á. 70 tuổi mà vẫn còn tem. Ở mướn chỗ khác nữa. Chắc sợ đi chỗ khác. Tại vì nó đánh động phát là đi liền à. Không ăn đâu. Không tiện. Khổ lắm rồi, cảm ơn nhá cô chị nhá, cô nhá. Đây, vậy thôi chắc anh em mình đi qua tìm mấy dãy vòng vòng gần đây quá ha. Chứ ở đây nhiều quá. Rồi có gì thật sự là hôm nay cũng rất là buồn luôn. Cứ tưởng là tóm được rồi, nhưng mà ở đây nhiều phòng trọ quá, có khả năng là sẽ cái địa chỉ nó gần gần đây này. Nhiều quá người ta không biết được. Qua đường dãy kia xem coi sao. Thôi cảm ơn quý vị và các bạn đã đón theo dõi video ngày hôm nay. Rồi quý vị các bạn hẹn đón thêm những video tiếp theo nhá. Anh em mình sẽ tiếp tục cập nhật câu chuyện này, chia sẻ với mọi người. Rồi em cảm ơn nhá. Em cảm ơn anh chị nhá. Quá trời phòng trọ luôn.